Sáng mùng 1 Tết, tuyệt đối cấm làm 6 điều kiêng kỵ này, kẻo cả năm xui xẻo, tiền vàng đội nón ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, theo quan niệm dân gian, ngày đầu năm mới hết sức quan trọng vì được xem là rông cả năm. Chính vì vậy, những việc làm vào ngày mùng 1 Tết cần chú ý để hút tài lộc may mắn về nhà. Vậy, mùng 1 Tết nên kiêng kỵ điều gì và nên làm gì? Năm mới hanh thông, an yên đủ đầy. Đây chính là câu hỏi của rất nhiều người khi chuẩn bị tạm biệt năm cũ, bước sang năm mới. Để giải đáp thắc mắc này, mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây những điều kiêng kỵ vào ngày đầu năm. Thứ nhất, kiêng khóc lóc, buồn tủi, bực tức. Điều này thật dễ hiểu vì đây là những hành động không hay mà bất cứ ai cũng không muốn làm vào dịp Tết. Nhưng nếu bất đắc dĩ phải rơi vào hoàn cảnh không vui, chúng ta nên cố gắng kiềm chế để hưởng thụ một năm mới trọn vẹn niềm vui bên người thân, bạn bè, gia đình. Và đặc biệt trong ngày Tết, nếu ai khóc, buồn bã và bực tức thì cả năm sẽ phải khóc, có nhiều chuyện buồn, lo lắng, suy nghĩ. Vì thế, người ta kiêng kỵ điều này để tránh gặp phải xui xẻo cả năm. Thứ hai, kỵ vay mượn trả nợ ngày đầu năm. Chỉ trong hoàn cảnh túng thiếu hoặc cấp bách, người ta mới nghĩ đến chuyện vay mượn tiền bạc hoặc đồ dùng của người khác. Và đây là vấn đề khá tế nhị mà người Việt luôn quan tâm, chú ý để tránh mất lòng nhau. Người xưa dạy không nên vay hoặc cho tiền bạc, đồ đạc vào những ngày đầu năm mới vì sẽ khiến gia đình rơi vào cảnh túng thiếu cả năm. Điều kiêng kỵ này xuất phát từ quan niệm ngày đầu xuân con người mở cửa để đón lộc vào nhà. Còn nếu cho mượn hoặc trả giống như dâng tài lộc vào tay người khác. Trong gia đình, ông bà, cha mẹ thường răn dạy con cháu trong dịp Tết không nên vay tiền hay mượn đồ đạc của người khác để tránh cho cả năm sẽ rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần, không may mắn trong công việc làm ăn. Tiền chính tài lộc của bạn, năm mới nếu bạn mượn tiền bạc là xem như bạn sẽ bị túng thiếu cả năm. Vì vậy, bạn nên nhớ không nên mượn tiền của mọi người vào những ngày đầu năm. Thứ ba, không cho người khác lửa, nước đầu năm. Lửa theo phong thủy là tượng trưng cho sự may mắn, còn nước tượng trưng cho tài lộc luôn chảy vào trong nhà. Vì vậy, nếu cho lửa, tức là cho người khác cái đỏ, cái may mắn của bản thân, cả năm sẽ không giữ được tiền bạc may mắn. Nếu như vào đầu năm mới bạn cho lửa hoặc nước, nghĩa là bạn cho đi sự may mắn của bản thân và gia đình. Vì vậy, những ngày đầu năm bạn không nên hỏi mượn hộp quẹt hay cho nước cho người khác đấy. Tương tự với nước, vốn được ví như nguồn tài lộc, nếu bị xin thì sẽ mất lộc, mất tiền tài trong cả năm. Phong tục xưa còn có lệ thuê người gánh nước vào sáng mùng 1 Tết. Những người gánh nước cũng được mừng tuổi cả chủ lẫn người gánh thuê cả năm sẽ đều may mắn. Thứ tư, tránh cãi vã ngày đầu năm. Vào những ngày Tết, mọi người thường cố giữ hòa khí, không tranh cãi gắt gỏng dù có khó chịu đến thế nào để cả năm vui vẻ, hòa thuận và đoàn kết. Những ngày này, dù trẻ nhỏ có nghịch ngợm phạm lỗi thì người lớn cũng chỉ cười xòa, bỏ qua, tránh quát mắng lớn tiếng, đặc biệt là những người có cãi vã xích mích từ trước thì cũng tránh va chạm, gây bất hòa trong những ngày đầu năm. Thứ năm, kiêng đánh thức người khác sáng mùng 1. Nếu đi chúc Tết sáng mùng 1 gặp người đang ngủ, khách không nên đánh thức họ dậy mà người đó tỉnh táo mới được chúc. Nhiều người sai rằng làm như vậy sẽ khiến người ta bị chủ ảo. Cả năm phải nằm trên giường, người nhà cũng không giục nhau chạy vòng một vì quan điểm người nằm ngủ sẽ chịu sự thúc giục về công việc, cuộc sống suốt cả năm. Thứ sáu, kiêng ăn cháo, kiêng một số món ăn vào sáng mùng 1 Tết. Bởi người sẽ cho rằng
chỉ có những gia đình nghèo khổ mới phải ăn cháo. Do đó, ngày mùng 1 Tết nên nấu cơm để ăn. Bên cạnh đó, sáng ngày đầu năm muôn thần sẽ tề tiệu. Việc ăn cơm nóng cũng thể hiện sự tôn kính với tổ tiên và các vị thần linh. Trong những ngày đầu năm, người Việt thường không ăn thịt vịt, thịt chó, cá mè, mực, ốc vì theo quan điểm dân gian, những món ăn này sẽ mang tới điểm xấu. Ngoài ra, một số vùng còn không ăn tôm vì sợ đi giật lùi như tôm, từ đó công việc sang năm sẽ lùi chứ không tiến. Ngoài những điều cần kiêng kỵ để tránh xui rủi, chúng ta nên lưu tâm những việc nên làm để hút tài lộc may mắn về nhà như sau. Thứ nhất, đó là mua muối đầu năm. Mua muối là một trong những việc làm mang lại may mắn trong sáng mùng 1 Tết. Từ xưa đến nay, cứ vào sáng ngày mùng 1 Tết là các bà, các mẹ lại mua muối của các cô bán muối dạo quanh làng. Đến ngày nay, khi các gánh muối dạo không còn nữa, nhưng tập tục mua muối vào sáng ngày mùng 1 vẫn được các bà, các mẹ thực hiện. Mua muối dịp đầu năm là một việc làm tốt, có thêm muối sẽ giúp cho gia đình một năm mới thêm mặn nồng và bền chặt hơn. Thứ hai là xông đất đầu năm. Xông đất là việc mà nhà nào cũng làm trong buổi sáng mùng 1 Tết. Người Việt ta thường tin rằng người đầu tiên xông đất nhà mình sẽ là người mang lại may mắn, bình an và phú quý đến sân nhà trong năm mới. Vì thế mà có nhiều nhà thường chọn người để xông đất nhà mình. Người xông đất phải là người có tuổi đẹp, hợp với năm đó và hợp với mệnh của chủ nhà. Thứ ba, chúc Tết và lì xì Tết ngày mùng 1. Bên cạnh việc đi lễ chùa đầu năm thì một tục lệ chúc Tết ngày mùng 1 cũng là một trong những truyền thống đẹp của người Việt. Những câu chúc hay dành cho người thân trong dịp Tết Nguyên đán là điều mà người thân và bạn bè của bạn luôn muốn nghe trong ngày mùng 1 Tết. Những câu chúc hay và những bao lì xì đỏ thắm dành cho nhau đã trở thành một tập tục truyền thống trong ngày Tết của người Việt. Lì xì Tết là việc làm thay cho một lời chúc tài lộc và may mắn mà ông bà, cha mẹ dành cho con cháu, hay lời chúc sức khỏe của con cháu dành cho ông bà, cha mẹ. Những bao lì xì màu đỏ còn là thứ bạn bè trao cho nhau như một lời chúc an khang thịnh vượng trong năm mới. Thứ tư, thắp hương ngày mùng 1 Tết. Kính nhớ tổ tiên là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam trong ngày đầu năm mới. Việc đầu tiên mà bạn cần làm là thắp hương để dâng cúng tổ tiên, cầu xin họ phù hộ sang năm mới được bình an và gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, khi thắp hương trên bàn thờ tổ tiên trong ngày mùng 1 Tết, bạn nên thắp hương theo số lẻ là đẹp nhất. Không nên thắp hương theo số chẵn vì đây không phải là số đẹp. Thứ năm là đi lễ chùa đầu năm. Người xưa quan niệm vào dịp Tết hay đầu năm mới nên đi lễ chùa cầu may, cầu xin Đức Phật từ bi hỷ xả phù hộ cho gia đình, bạn bè, cho những người thân yêu một năm đủ đầy hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới cũng là hoạt động mà các Phật tử thường làm trong sáng ngày mùng 1 Tết. Đây cũng là một trong những nét đẹp văn hóa tâm linh trong ngày Tết của người Việt. Các chùa thường mở cửa để người dân vào xin quẻ và hái lộc vào sáng ngày mùng 1. Đi chùa hái lộc dịp đầu năm còn là dịp để bạn du xuân vãn cảnh và thư giãn sau một năm làm việc đầy mệt mỏi. Thứ sáu, tảo mộ đầu năm. Bên cạnh việc thắp hương để kính nhớ ông bà tổ tiên, nhiều gia đình còn ra tảo mộ trong buổi sáng ngày mùng 1 Tết để thể hiện lòng hiếu kính của mình. Đây cũng là dịp để cả gia đình nhớ về cội nguồn, tri ân người đã khuất và cầu xin tổ tiên phù hộ gia đình năm mới được bình an. Mỗi người đều có một cội nguồn để thắp hương thờ cúng, chính vì thế hãy thể hiện lòng hiếu kính của mình qua việc tảo mộ
để đón ông bà tổ tiên cùng về ăn Tết với gia đình. Thứ bảy, tưới nước cho các chậu hoa trong nhà. Tưới nước cho các chậu hoa trong nhà vào ngày đầu năm là một việc làm tượng trưng cho sự cát tường và thịnh vượng. Tưới nước cho các chậu hoa sẽ giúp cho hoa sinh sôi nảy nở, luôn tươi tắn, mang lại sắc xuân rực rỡ cho ngôi nhà của bạn. Vì mùng 1 và mùng 2 tháng Giêng âm lịch là ngày sinh nhật của Thủy Thần, nên theo quan niệm dân gian, việc tưới nước trong ngày đầu năm cũng thay cho lời chúc của Thủy Thần đến gia đình của bạn. Thứ 8, mặc đồ màu đỏ ngày mùng 1 Tết. Người Việt quan niệm rằng màu đỏ là màu tượng trưng cho may mắn, vui tươi và sung túc. Chính vì thế, trong buổi sáng ngày mùng 1 Tết, người ta tin rằng việc mặc một bộ đồ có màu đỏ sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui và may mắn trong năm mới. Ngoài những bộ đồ màu đỏ, bạn cũng thấy người Việt ta còn hay treo những câu đối, những món đồ trang trí có màu đỏ trong nhà để cầu bình an và may mắn. Ngoài những bộ đồ màu đỏ thì bạn nên mặc những bộ đồ có màu vàng, tượng trưng cho sự giàu sang và tài lộc, hay những bộ đồ có màu xanh là màu của bình an và hạnh phúc trong ngày đầu năm mới. Theo phong thủy, điều bạn cần làm để tăng cảm giác ấm áp cho một không gian là làm cân bằng môi trường sống với những màu sắc, cảm giác mang yếu tố lửa. Màu sắc chủ đạo trong căn phòng là yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự ấm áp. Bạn nên lựa chọn những màu thuộc tông màu nóng như màu vàng đậm, cam, đỏ hoặc màu gạch nung để sử dụng trong trang trí. Những gam màu này có tác động đến thị giác của bạn, khiến bạn cảm thấy không gian ấm cúng hơn. Trong số các màu này, màu cam sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Ngày Tết, sự nhẹ nhàng và ấm áp mà màu cam đem lại sẽ khiến chúng ta rất thoải mái. Đây là màu sắc thuộc hành hỏa nên khả năng làm ấm không gian phòng khách là rất tuyệt vời. Tránh sử dụng màu cam tại hướng Tây và Tây Bắc bởi những hướng này bị chi phối bởi hành kim mà yếu tố hỏa của màu cam sẽ làm tan giải yếu tố kim. Hai hướng khác cần phải tránh sự hiện diện của màu cam là hướng Đông và Đông Nam bởi hai hướng này bị chi phối bởi hành mộc và dĩ nhiên sức nóng của hỏa sẽ gây bất lợi. Sương màu có nhiều cách thay đổi dễ thực hiện khác như thay thảm tại khu vực trung tâm dễ nhìn thấy bằng một chiếc thảm mới có màu sắc ấm áp dễ chịu. Màu sắc của ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bàn hoặc những cây nến cũng có tác động tích cực đến việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng phong thủy trong ngôi nhà và khiến bạn có cảm giác như được bao bọc trong một không gian ấm cúng thoải mái. Bạn nên chọn những loại đèn có chụp đèn cho ánh sáng vàng đặc hoặc hồng với rèm cửa. Cũng tương tự, các dữ liệu và màu sắc nên được ưu tiên là chất liệu nhung hoặc đũi, màu đỏ hoặc vàng. Tết là một ngày bất kể gia đình nào đều mong muốn có một năm mới nhiều may mắn, xua đi những điều xui xẻo không hay. Chính vì vậy mà gia chủ nên ghi nhớ những điều trên đây để đón một năm mới phát tài phát lộc. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.